Xin chào, tôi là Hamlet Trương. Đầu tiên là phải nói một lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn khán giả đã theo dõi Lan và Điệp 4 trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và sau một khoảng thời gian với rất nhiều sự yêu mến dành cho Lan và Điệp 4 cũng như là rất rất nhiều những bản cover ở trên mạng, thì Trương cảm thấy được một cái niềm tin rất là lớn ở mình khi mà mình bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc bolero. Và đối với lại câu chuyện Lan và Điệp thì nó vẫn chưa dừng ở đó. Bởi vì các bạn biết là Lan và Điệp 4 nó là cái góc nhìn của Điệp. Nhưng mà đối với Lan và Điệp 5, mà bài hát mới hoàn toàn mà Trương vừa viết, thì đó chính là góc nhìn của Lan trong một cái buổi tối khi mà cô ngồi giữa chánh điện của ngôi chùa và cô nghĩ về cái chuyện tình gian dở của mình. Đây sẽ là một cái tâm sự rất là buồn, rất là dễ cảm thông. Và Trương tin là các bạn sẽ có thể cảm được khi mà các bạn nghe những cái lời bài hát nó cất lên. Đối với lại Bolero thì Hamlet Trương chỉ là một cái tên rất là mới, xuất hiện trong khoảng gần một năm gần đây với những cái bài hát mình tự sáng tác. Và Trương rất là cảm ơn bởi vì chính quý vị, vì sự yêu thích quá nhiều của Lan và Điệp 4 đã khiến cho Trương có thêm một cái động lực để có thể làm tiếp những bài hát Bolero mới, để quý vị có thể có những cái bài hát mới trong dòng nhạc này để mà quý vị nghe, cũng như là quý vị có thêm những cái bài hát trong cái máy nghe nhạc của mình. Đặc biệt lần này thì với Lan và Điệp 5, Trương rất cảm ơn vì nhạc.vn đã nhận lời để cùng Trương mang bài hát này đến với tất cả quý vị. Và các bạn hãy truy cập nhạc.vn để nghe được bản audio độc quyền Lan và Điệp 5. Và bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Xin chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Xin chào.